Chào các bạn, mình đang đứng trong gian hàng của Nikon trong cái sự kiện CES 2020 tại Mỹ. Và trên tay mình đây là cái chiếc Nikon D780. Thì đây là cái chiếc DSLR mới nhất của Nikon, mới vừa ra mắt cách đây mấy tiếng đồng hồ. Và mình sẽ trên tay gọi chiếc máy này cho các bạn tham khảo nó khác gì so với những cái chiếc trước. Cái chiếc Nikon D780 này chính là một cái bản nâng cấp của chiếc Nikon D750 ra mắt trước đây. Và nó thừa hưởng rất là nhiều công nghệ, ít nhất là từ hai đàn anh Nikon Z6 và Z7 Micro LED. Thứ hai là nó thừa hưởng cái bộ lấy nét, bộ xử lý ảnh của Nikon D5 và cũng như là Nikon D850. Rồi cái chiếc Nikon D780 này nó đang được cho đặt hàng trên toàn thế giới với cái giá đặt hàng là khoảng 2.300 đô cho cái thân máy và khoảng 2.800 đô cho cái thân máy và cái ống kính 24-120. Và những cái chiếc máy đầu tiên sẽ được bán ra chính thức vào cuối tháng 1 này. Như bạn thấy đây là cái ngoại hình của chiếc Nikon D780. Cái điểm đặc biệt đập vào mắt chúng ta có một cái cục gù trơn tru, không còn tích hợp cái tách góc giống như trên cái dòng D750 nữa, mà nó suông giống như cái dòng D850 mà thôi. Có một số thay đổi nhỏ trên cái chiếc Nikon D780 này, như là cái nút ISO nó được đưa lên trên này giống như các dòng Nikon Z gần đây, giúp chúng ta chỉnh ISO nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì bên này chúng ta có một cái vòng xoay các chế độ chụp và ở dưới là cái vòng xoay nhỏ. Thì cái cơ chế này nó đã được thay đổi một tí xíu, giúp chúng ta nhìn dễ dàng hơn và xoay dễ dàng hơn. Cái điểm tiếp theo mình cần chú ý là cổng USB nâng cấp bằng cái cổng USB-C có khả năng truyền dữ liệu cũng như là sạc trực tiếp. Đó, chúng ta ở đây thấy cái lỗ điện cấp điện sạc ở đây. Tương tự Z6 và Z7 thì chúng ta có thể sạc trực tiếp bằng cái viên pin mới L15B. Mình nhắc các bạn là những cái dòng pin L15 trước thì như A hoặc L15 thì sẽ không sạc được trên cái chiếc D780 này. Ở mặt sau thì chúng ta có các nút tương tự giống như những cái dòng trước. Trên cái D780 này không được tích hợp cái nút joystick giống như trên D850. Ở bên này chúng ta có khe thẻ nhớ, thì trên cái 780 này nó được tích hợp hai khe thẻ nhớ. Thì ở đây nó chỉ xài là SD với chuẩn UHS-II mà thôi, chứ không có tích hợp các thẻ nhớ SQD hoặc là CF Express mới ra hiện nay. Còn đây là cái màn hình, thì cái màn hình này nó vẫn giữ cái bản thiết kế cũ, tức là nó có thể lật lên và lật xuống, giúp chúng ta có thể chụp được những cái góc từ trên cao xuống và từ dưới lên dễ dàng. Tuy nhiên cái màn hình này không lật ra ngoài được. Cái màn hình này nó có kích thước là 3.2 inch. Và cái màn hình này là màn hình cảm biến, chúng ta có thể chạm chụp hoặc là chạm để lấy focus trực tiếp trên cái màn hình này. Cũng như là trong menu thì chúng ta có thể thao tác dùng cái cảm ứng để điều khiển. Nó khác giống như những cái dòng DSLR trước, chúng ta không thể dùng cái cảm ứng để mà điều khiển cái menu ở trong được. Ở đây là các menu của cái chiếc D780 này. Thì về cơ bản nó không thay đổi gì nhiều. Ở đây chúng ta có cái cảm biến của chiếc 780, nó là 24.5 megapixel. Cái kích thước nó là 6048x4024 pixel. Trên cái chiếc 780 này nó có khả năng quay tối đa lên tới 4K 30 frame hoặc 1080x120 frame. Đó, đây là cái điểm nâng cấp đáng giá nhất trên cái chiếc D780 này so với cái người đàn anh là D750. Vì đây là cái chiếc Nikon bản sample và chúng ta không thể gỡ được ống kính cũng như là coi sâu với trong được, nên mình nói sơ qua, thì đến lúc chúng ta sẽ có cái máy chính thức thì mình sẽ nói kỹ hơn. Thì trên cái chiếc 780 này nó sử dụng cái chip xử lý là XPS6 tương tự như trên chiếc Nikon Z6 và Z7. Về cái khả năng lấy nét thì trên cái chiếc 780 này nó thừa hưởng cái cơ chế lấy nét trên cái chiếc Nikon D5, tức là chúng ta nếu mà chụp qua khung nắm thì chúng ta có tới tổng cộng là 51 điểm lấy nét AF, trong đó có 15 điểm lấy nét theo clock time. Cái máy này nó có thể chụp với tốc độ lên tới là 7 frame một giây nếu mà chúng ta chụp bằng màn chập cơ, và khi mà chụp bằng live view thì chúng ta chụp lên tối đa là tới 12 frame một giây. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tốc độ chụp cho các bạn thấy. Mình để chế độ chụp cao nhất là 8 frame một giây. Chế độ chụp Continuous 2 tức là 12 frame một giây khi chụp bằng live view. Rồi, tiếp theo mình sẽ thử cái màn chụp 7 frame một giây khi chụp bằng màn chụp cơ trên máy, và mình để cái mic lại gần để cho các bạn có thể tham khảo. Rồi. Đó gần như là những cái thay đổi cơ bản trên cái chiếc D780 này. Và sắp tới đây vào cuối tháng thì mình sẽ cố gắng mượn bên Vic Việt Nam cái chiếc máy chính thức, thì nó về Việt Nam để mà chia sẻ kỹ hơn với các bạn.